Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Ưu và nhược điểm của xe máy điện. Xe máy điện có những ưu điểm vượt trội về mức độ thân thiện với môi trường và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế về tốc độ, khả năng di chuyển không được xa và thời gian sạc khá dài. Hiện nay, ở nước ta phần lớn các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô đều sử dụng nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu đang xả ra lượng khói bụi khí thải khổng lồ vào môi trường. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến bầu không khí ngày càng trở nên ô nhiễm nặng nề, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Xe máy điện sử dụng điện thay thế cho xăng dầu, vì vậy xe máy điện hoàn toàn không có khí thải ra môi trường. Việc sử dụng xe điện đang là xu thế chung của các quốc gia phát triển trên thế giới như một biện pháp bảo vệ môi trường. Ưu điểm thứ hai là tiết kiệm xăng. Các loại xe máy hiện tại tính trung bình có mức tiêu thụ xăng khoảng 1 lít cho 50 km đường, thì với quãng đường này, xe dùng xăng sẽ phải chi phí 20.000 đồng tiền nhiên liệu. Trong khi đó, xe máy điện với một lần sạc đầy có khả năng di chuyển từ 50 tới 80 km, chi phí tính ra chỉ hết vài nghìn đồng tiền điện để sạc đầy bình. Điều này khiến người sử dụng xe máy điện có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể, đặc biệt trong hoàn cảnh giá xăng dầu ngày càng tăng cao. Ưu điểm thứ ba là ít phải sửa chữa và bảo dưỡng. Xe máy điện sử dụng động cơ điện nên không cần trang bị các linh kiện đi kèm với động cơ đốt trong như buji, bộ lọc dầu, bơm, van, hộp số, các thiết bị liên quan khác. Vì thế, người sử dụng xe máy điện không phải bảo dưỡng thay dầu nhớt, nhông xích thường xuyên như người dùng xe máy xăng. Ưu điểm thứ tư, xe máy điện có khả năng vận hành êm ái nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn. Thứ năm là khả năng sạc điện linh hoạt ở khắp mọi nơi. Với lưới điện phủ khắp toàn quốc thì những chiếc xe máy điện dễ dàng sạc ở bất cứ đâu có nguồn điện. Người sử dụng xe điện có thể sạc thoải mái tại nhà mà không phải lo vất vả di chuyển tới các trạm xăng. Tuy vậy, xe máy điện cũng có nhiều hạn chế. Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế khiến cho khách hàng chưa thực sự mặn mà với dòng xe này. Hạn chế đầu tiên là thời gian sạc điện khá dài. Chỉ cần 5 đến 10 phút bạn có thể đổ đầy bình xăng cho một chiếc xe máy chạy xăng. Trong khi đó, để sạc đầy năng lượng cho xe điện, thông thường người dùng ít nhất phải mất từ 7 tới 8 giờ đồng hồ. Điều này khiến cho thời gian để có thể di chuyển tiếp mỗi khi xe hết điện là khá dài, gây bất tiện cho người sử dụng. Hạn chế thứ hai là không di chuyển liên tục được trên một chặng đường xa. Xe máy điện một lần sạc đầy chỉ di chuyển được 50 tới 80 km và để di chuyển tiếp một quãng đường tương đương thì phải sạc từ 7 đến 8 tiếng, nên xe máy điện không phù hợp để di chuyển liên tục quãng đường dài hàng trăm km trong những chuyến đi xa. Đây là hạn chế mà hầu hết các mẫu xe máy điện hiện nay đều mắc phải. Chính điều này khiến cho khách hàng chưa mặn mà với các dòng sản phẩm xe máy điện. Hạn chế thứ ba là tốc độ di chuyển. Xe máy điện chỉ có tốc độ tối đa khoảng 50 km/h. Điểm hạn chế này khiến người dùng không thể tăng tốc lên các tốc độ cao hơn khi di chuyển ngoài khu dân cư hoặc trên đường cao tốc. Hạn chế thứ tư là khó khăn khi sửa chữa. Vì xe máy điện chưa phổ biến nên hiện có rất ít cửa hàng sửa chữa loại xe này. Mỗi khi xe trục trặc thì việc tìm cửa hàng sửa chữa xe máy điện càng khó khăn hơn so với nhiều loại xe máy xăng. Hạn chế thứ năm là dễ bị hỏng khi ngập nước. Xe máy điện được thiết kế khép kín, một số bộ phận như động cơ, bình chứa ắc quy có khả năng chống được nước bắn vào hoặc là nước mưa chứ không thể chống ngập. Khi xe bị ngập nước, ắc quy bị dính nước có thể hỏng ngay lập tức hoặc xe có thể bị chạm mạch dẫn đến chập cháy. Gần đây, VinFast cho ra mắt mẫu xe máy điện thông minh VinFast Clara. Mẫu xe này có nhiều tính năng ưu việt hơn như khả năng chống ngập nước, hỗ trợ sạc nhanh chỉ 15 phút, có thể đi được 40 km. Tuy nhiên, cần phải chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta mới có được những đánh giá thực tế từ phía người sử dụng. Một điều không thể phủ nhận là nếu người dùng chỉ cần di chuyển trong thành phố với những chặng ngắn như đi chợ, đưa con đi học, đi làm trong phạm vi thành phố và chơi bạn bè loanh quanh như đại đa số người dân thành thị, thì việc mua xe máy điện là rất hợp lý, vừa nhẹ nhàng thanh thoát, điện không phải đi nạp xăng, tiết kiệm ít nhất gấp 4 lần so với phải nạp xăng cho xe chạy xăng, chi phí sửa chữa rất ít và vận hành một cách dễ dàng. Với giá tiền gần như là tương đương, tầm từ 40 cho tới 50 triệu đồng, thì việc người dùng hiện nay đang dần chuyển sang dùng xe máy điện là một xu hướng tất yếu. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.